Chào các bác đã quay trở lại với kênh của em. Thì em đang đi trên một cái bãi cỏ các bác nhé. Thì khu vực này thì do buổi chiều hôm qua mới có mưa các bác. Nó vẫn đang còn rất là ướt. Đây là sáng sáng sớm ra. Khi mà có ánh nắng lên là nó cũng khá là chói các bác nhé. Khá là chói chang. Và cây cối đây nhìn rất là đẹp các bác này. Một cảnh tuyệt vời. Đây, giữa cái đồi cỏ tranh này có lâu lâu xem những cái có những cái cây vụ lớn, có những bóng mát rất là đẹp các bác nhé.